cơ hội vay tiền mặt lên tới 25 triệu. Mở bán căn hộ cao cấp Home City. Đây là nội dung những tin nhắn mà chị Ánh Ngọc thường nhận được từ hơn một tuần nay, đặc biệt là vào thời điểm đêm khuya. Cái nhà mạng người ta sẽ giải quyết như thế nào để giảm cái tình trạng kinh doanh rác, mà thấy càng ngày thấy có vẻ cái tình trạng nó càng nhiều. Nhiều khi tin nhắn tới mình tưởng là có ai đó nhắn tin cho mình mà ra không phải, nên là khá là phiền. Không chỉ tin nhắn chúc mừng trúng thưởng, chào mời tham gia dịch vụ, bói toán, nhiều người dùng còn nhận được tin nhắn từ các đầu số 9043, 9343, 9311, 9926. Điều này khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Công viên này, trường hợp nói chung là, ví dụ là có những tin rác nói về bất động sản, về những mua bán nhà đất. Họ sẽ, họ muốn mình tham gia vào cái chương trình là mua bán bất động sản. Đấy. Hoặc là có những tin mà sim số đẹp họ mời mình mua. Đấy. Rất là nhiều, rất nhiều cái nó rất làm phiền toán cho mình. Một ngày em phải nhận từ 5 đến 6 tin nhắn rác ạ. Nhưng mà may mắn là điện thoại em có cái chế độ chặn đấy ạ. Thế em chặn những cái số mà hay gửi đến ạ, em chặn đi ạ. Nhưng mà cũng có nhiều đầu số khác nhau mà. Nên là một ngày em nhận được rất nhiều ạ. Hiện tại, cả ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Viettel và Mobifone đều công bố đã đầu tư các hệ thống chặn tin nhắn rác. Tháng 2 năm 2018, hơn 700.000 tin nhắn rác bị nhà mạng Mobifone chặn, giảm 45% so với năm 2017. Tuy nhiên, để không còn cảnh mua bán sim rác hay dội bom tin nhắn rác tới người dùng, thì đề xuất cấm mua bán sim kích hoạt sẵn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong dự thảo Nghị định 25 được nhiều người kỳ vọng. Mặt khác, các biện pháp, giải pháp công nghệ ngăn chặn và lọc tin nhắn rác của các nhà mạng cũng cần phải thông minh và triệt để hơn. Lãnh đạo bộ sẽ chủ trương là sẽ mở một chiến dịch, một cái chủ trương là ngăn chặn tin nhắn rác, thống nhất giữa các hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác của các nhà mạng, chia sẻ những cái thông tin để làm sao cho cái hệ thống tin nhắn rác của nhà mạng chặn lọc được thông minh hơn, tốt hơn và giảm được cái tình trạng của tin nhắn rác ở trên toàn mạng để bảo vệ được các quyền lợi của người dùng. Và đồng thời thì cũng là nâng cao được cái chất lượng dịch vụ viễn thông di động của các nhà mạng và đảm bảo cho các nhà mạng là cạnh tranh một cách công bằng. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra chế tài siết chặt khuyến mại thuê bao trả trước, khuyến khích người dùng chuyển thuê bao trả sau. Song có vẻ như tin nhắn rác, sim rác gây phiền toái cho người dùng vẫn là bài toán chưa hồi kết.